Ngày 25 tháng 9, tại Hà Nội, Đoàn Công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Vietinbank về tình hình triển khai kế hoạch hành động 1355 và thông tư số 01, chỉ thị 02 của Ngân hàng Nhà nước. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank cho biết, với vai trò là ngân hàng trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, Vietinbank đã nghiêm túc triển khai kịp thời các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để đồng hành chia sẻ với những khó khăn của khách hàng, đóng góp vào việc triển khai các mục tiêu chính trị và kinh tế của chính phủ. Trong 8 tháng của năm 2020, Vietinbank đã triển khai hạ lãi suất cho vay, giảm từ 2 đến 2,5% lãi suất cho vay đối với các ngành nghề ưu tiên, khuyến khích các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Nhằm đồng hành cùng khách hàng trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, Vietinbank đã thực hiện cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 1.583 khách hàng với dư nợ khách hàng là 65.733 tỷ đồng. Số tiền cơ cấu theo thông tư 01 là 9.006 tỷ đồng. Đối với khách hàng vay mới, tính từ thời điểm 23 tháng 1 năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2020, Vietinbank đã giải ngân cho 6.134 khách hàng bị ảnh hưởng với doanh số giải ngân là 246.289 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đánh giá cao Vietinbank luôn là ngân hàng tiên phong, nghiêm túc và triển khai có kết quả kế hoạch hành động 1355 và thông tư số 01, chỉ thị 02. Vietinbank đã triển khai quyết liệt trong việc tái cơ cấu, có nhiều sản phẩm cải tiến tích cực trên các phương diện, đã thiết thực hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Vietinbank cũng là đơn vị tiêu biểu trong việc công khai, minh bạch các quy trình thủ tục của ngân hàng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.